Hi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay là một buổi chiều rất là lạnh lẽo của đầu tháng 10. Mới đầu tháng 10 thôi nhưng mà rất là lạnh. Thì hôm nay mình có hẹn đi ăn với các homie. Đó, những gương mặt rất là quen thuộc đó mọi người. Bây giờ hôm nay mình sẽ đi ăn ở một chỗ rất là mới luôn, mới mở ngày hôm nay hả? Mới mở ngày hôm nay luôn, rất là đông người. Mới mở hả, 7-8 tiếng trước thôi. Mới mở vài tiếng trước thôi mọi người. Hôm nay mình sẽ đi vô thử. Cũng lâu rồi chưa mình đi chơi thử món mới. Đó, vậy hôm nay mình sẽ đi thử món mới nha. Bây giờ không biết là nó nằm ở đâu. Nghe nó là rất là đẹp đẽ, xinh xắn. Có quán trà sữa mới luôn, bánh mì luôn, bánh mì Việt Nam luôn. Cái tiệm đó của chị chủ là người Việt Nam luôn. Chị đó người. Tên gì? Chị đó tên không biết. Chị đó là bạn của ai? Chị đó là bạn của chị mình đó mọi người. Chị mà mình tên gì? Chị mình tên là chị Ellen Ye đó mọi người. Ellen Ye là ai? Ellen Ye không có mặt ở đây nha. Lát okay. Nữa mình sẽ cho mọi người xem Ellen Ye là ai. Yeah. Ok, lát nữa gặp lại mọi người tiếp. Chỗ đậu xe này. Tới rồi nè mọi người ơi. Trời bên này có một cái gara luôn nè. Quý vậy này, nãy đậu xe ở đây là gần lắm luôn á. Trời ơi đây nè. Đó đẹp không? Có những chiếc lá sắc màu. Trời ơi lạnh quá. Mọi người nhìn trời nắng như vậy thôi chứ thật ra rất là lạnh đó mọi người ạ. Trời ơi quá trời người ngồi ở ngoài luôn nè. Có lửa nữa, sưởi ấm. À, lạnh quá. Nè đây là những cái quán ăn có ở trong cái khu này. Khu này gọi là khu Inner Rail. Có cái đồ bánh mì shop này là của cái chị người Việt nè, ghi tiếng Việt luôn nè nha, ghê chưa. Đó có rất là nhiều quán trong này. Bây giờ đi vô đây, ở trong đây giống như là một khu phố đi bộ vậy á, nhưng mà nhỏ thôi, nhỏ xíu à. Có mấy cái cục gì nè, mấy cái này là gì vậy? Thôi không, chắc không có gì đâu, đi vô đi. Đó, ô đi ngang qua cái lửa nó ấm má ơi. Lạnh quá, run tay. Bây giờ mình sẽ đi tìm chị Linh. Đi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chính là chị Ellen Ye. Hello, mình là Ellen Ye. Đây. Đây là hai chị này. Đây là chị Linh đi bu. Ngon không? Được. Ghê lắm, nói thật mình ghê. Ghê lắm hả? Ghê là dở. Ramen gọi là ghê lắm. Theo như lời chị này là cũng được, còn theo như lời chị bên này là ghê lắm. Còn cái này ngon không? Cái này nhìn chiên nhìn cũng ấy nè, nhìn cũng chiên giòn. Lấy một mình nãy giờ mình ăn còn chiên giòn. Ở chấm này hả? Ừ, thôi chán. Cái sốt này phải trộn cái khỏi sốt vào. Trời ơi. Ngon đúng không? Sốt này là đây tao quay cho. Đây các bạn nhìn đây. Cảm giác như thế nào? Rất là dai, trời ơi nha. Nó rỗng một cái luôn thấy không? Ừ. Có giòn không? Còn giòn không? Giòn nhưng mà cái vị á không có vị hết. Không có vị gì hết, nó lạc lắm. Vậy cho nên là mình mới phải chấm này nè bạn. Nhưng mà chấm nó cũng á, nó có vị á. Lạ giống giống như vị cà ri nhưng mà nó không có mặn, nó hơi lạc. Thôi bây giờ thì hay thích ăn mặn. Tắt rồi Nhi ơi. Không sao đâu. Tắt để màn hình. Ok. Lạnh quá. Mình đi vô trong đi, đi vô trong. Thôi bây giờ đi kiếm đồ ăn nha. Rồi đi vô đi, tao quay cho. Từ từ đã. Vô đi mà. Vậy mày tắt đi. Mọi người ơi, cái dãy bên đây là còn đang xây luôn nè, chưa xây xong nữa. Tương lai là còn sẽ còn update lên thêm nhiều quán nữa. Ồ, đây là các bảng hiệu Inner Rail Food Hall. Ồ, trong đây có quầy bar nữa nè, quầy rượu bar trong đây. Có quầy bar trong này. Mọi người có thấy cái chữ Momo ở trong đó không? Momo phía xa đó, lát nữa mình sẽ vô đó order thử. Để coi có ngon không. Ở trong này rất là đông luôn mọi người ơi. Trời ơi đông kinh khủng. Mới mở ngày hôm nay nên là mọi người tới rất là đông. Cho nên là cái bàn nhỏ đó không? Trời ơi. Bàn một ghế. Còn đúng một cái bàn. Ý cái bàn này nó đi nè. Bây giờ phải xếp hàng để đi vô lấy đồ ăn. Ê lộn, đi vô order đồ ăn nha. Ở cái quán này thì mọi người đừng có order ramen nha mọi người. Như hồi nãy thì các chị ấy nói ramen rất dở. Ở đây có quán nước nè. Phía bên xa xa kia, cái cam cam ngay kia là đồ bánh mì shop.
là quán Việt Nam đắt nữa. Ăn xong mình sẽ đi vô đó mua trà sữa xong rồi mua bánh mì mang về. Bây giờ thì order cái đồ ăn no trước nha. Mọi người bây giờ mình sẽ chia ra, hai người thì đứng gọi ramen và mình với chị Thanh thì sẽ đi qua đây cái order bánh crepe đó để ăn thử nhiều món. Ở bên này là có bán taco nè mọi người, đồ mễ đó, phía dưới kia creamery ở ngay chỗ đó chắc là bánh ngọt, còn ở đây là có bánh mì đó. Giờ mình sẽ order thử cái bánh crepe này nha. Đang vẫn lại xếp hàng tiếp đây. Bây giờ mình đang ngồi đợi để lấy đồ ăn này mọi người. Mình đã kêu một cái Nutella với lại cái strawberry, with strawberry and cái s'mores. Với lại mình có kêu một cái socal and slop. Đó, mình kêu 4 cái. Tới mình 167. Đó, 4 cái là nó sẽ cho 4 dĩa. Bây giờ hai đứa đang không biết sẽ cầm 4 dĩa như thế nào. Ê. Đó, bây giờ mình đợi đồ ăn ra thôi. Đây, một cái ra nè, cái này chắc là Nutella. No small. Small hả? Hai cái này hơn. Đây là một cái strawberry nè, mà cái này là cái s'more. Đó. Trời ơi, quá trời luôn. Ăn cái này chắc mập á. Bây giờ mình sẽ chụp hình. Đây là đồ bánh mì sắp nè mọi người ơi. Ở trong kia có một cái Sài Gòn xưa cũ. Đó. Nhìn đẹp ha, nhìn rất là Việt Nam luôn. Có bán bánh mì nữa nè, bánh mì sandwich. Bánh mì rồi có bán trà sữa nữa. Đó, rất là ngon luôn. Bánh mì này là chị này tự làm luôn nha, tự nhà bột tự làm luôn mọi người. Mọi người ơi, mình mới mua được một ly trà chanh mật ong. Đó. Trà sữa ở đây thì rất là ngon nha mọi người. Nhưng mà cái này thì mình cũng chưa uống thử, nhưng mà mình nghĩ chắc là rất là ngon á. Tại vì hồi xưa mình có uống ở đây rồi, mình có uống một loại trà sữa cũng rất là ngon. Thì cái trà này chắc cũng rất là ngon đó. Mọi người ơi, mình ra mình ăn gần hết rồi mình mới nhớ là quên quay. Đây là bốn cái bánh nè của mình nè. Đây là cái món miếng xào. Cái này là món gì á? Biết gà hả? À, thịt heo hả? Thịt heo nướng. Còn miếng một cục. Cái này là thá cảo. Đây là trà sữa. Còn cái miếng cá, miếng nướng. Bây giờ mình ăn tiếp nha. Đồ ăn ở đây thì cũng được thôi mọi người, chứ cũng không có ngon. Cái này thì mình chưa ăn thử. Cái này thì chắc cũng ngon giống mấy chỗ kia rồi. Nhưng mà cái thá cảo này thì lạt nhát là mà không có nước tương nữa. Nói chung là ăn cũng được thôi, cũng không ngon lắm đâu. À, cái bánh này cũng ngon nè. Cái bánh này ăn cũng được. Cái này ngon nè. Mình phải chụp hai cái để mình so sánh. Còn cái này thì cũng không ngon lắm. Cái này quý vị, nó rất là lạnh. Còn cái này hả? Này lạnh hả? Cái này rất là lạnh. Cái này là mì miếng xào mà rất là lạnh luôn. Quá chán. Bọn mình đang ngồi ở ngoài đây với có lửa nè, rất là ấm cúng mọi người ơi. Ở đây có game cho mình chơi nữa nè mọi người. Cái này game giống chơi với caro. Mình thả mấy cái màu đỏ với màu xanh này vô, khi nào mà thành một hàng được á thì mình sẽ thắng. Đó. Bây giờ có hai người đang chơi. Đây, một con này và một người này. Coi nó đứng kìa. Lạnh quá, run tay quá. Mọi người ơi, mình đã ăn uống no nê phủ phê. Thật ra thì không có no, tại vì đồ ăn ở đây thì không thể làm cho mình no được. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi về mà ăn mì gói tiếp đây mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mọi người nhớ nút like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Mọi người à, mình trước khi tắt cái máy này, mình sẽ qua cho mọi người xem một vòng ở đây rất là xinh vào buổi tối. Đêm mình ra đây mình gọi là mình đi dạo vòng quanh. Đêm mình ra đây mình đi dạo vòng quanh nha mọi người. Đó, như chúng mình. 1, 2, 3. Qua hướng nào?